Coi thường người khác. Anh ơi, ra trồng giúp em nồi canh, em đi đổ rác. Mấy bà xe rác này rõ vô duyên, ai lại cứ nhào vào giờ nấu cơm mà len ken gọi rác, làm người ta phải bỏ đấy mà chạy theo đổ rác. Các chị ấy cũng tầm tuổi vợ chồng mình, anh đừng gọi họ thế. Ôi trời, lao công dọn rác chưa có phải là cái gì đâu mà phải xưng ông nọ bà kia với họ. Xưa nay lao công chẳng là cái gì. Em cho các cháu nhà chị thế này, thật lòng chị không biết phải cảm ơn em thế nào cho hết. Chị cứ cầm về cho các cháu mặc. Con nhà em nhanh lớn mà đồ thì vẫn còn mới nên em không nỡ bỏ đi. Chồng em về rồi, thôi em lên nhà đây, chào chị. Em làm gì dưới này thế? Sao lại đứng nói chuyện với bà xe rác? Đâu có, em vừa xuống bỏ mấy thứ đồ cũ. Sao anh uống nhiều vậy? Ừ, hôm nay dự án thành công, anh vui nên uống hơi nhiều một chút. Mình lên nhà thôi anh, trời bắt đầu có sương rồi. Ừ. Em có thấy cái phong bì bên ngoài ghi công ty xây dựng X chúc mừng dự án thành công rơi ra nhà không? Không ạ. Nhưng có chuyện gì thế anh? Chết anh rồi. Hôm nay cậu thư ký bên công ty đó đánh tiếng mừng phong bì 20 triệu và hai phó giám đốc mỗi người 10 triệu. Hay họ để phong bì vào bó hoa nhỉ? Bó hoa đâu rồi em? Hoa héo, em vứt vào xe rác tối qua rồi. Vậy là rơi vào tay mấy bà xe rác rồi. Thôi, để chiều nay em hỏi các chị ấy xem có nhặt được không. Đừng có mơ, nếu nhặt được còn lâu các bà ấy mới trả. Chị đến để gửi lại vợ chồng em cái phong bì lẫn trong bó hoa em bỏ vào thùng rác tối qua. Sao chị biết phong bì này của tôi? Có ghi tên tuổi ai trên đó đâu. Tại tôi thấy nó trong túi rác mà chị nhà ta đem đi vứt. Thôi, chào anh, tôi đi làm đây. Anh thật không ngờ. Thế mà bấy lâu anh cứ nghĩ sai quá em ạ. Ông ơi, sao ông không ra đón quan Trạng về làng? Quan nào? Cậu Tú Khuê mới đổ trạng khoa này. Hôm nay cậu ấy vinh quy bái tổ, cả làng ra đón rồi. Tú Khuê à? Hắn có bà mẹ thường đem đấu qua đây vay thóc phải không? Dạ vâng, đấy chính là mẹ cậu Tú Khuê. Thế thì mình phải sang đó làm thân thôi. Quan Trạng là người nhiều chữ nghĩa, ác hẳn kén chọn kết thân với người có học. Mình phải tỏ ra là người có học. Kính chào đại quan. Ông Phú. Vâng, chào ông. Không ngờ là đại quan rồi mà ngài vẫn nằm chiếc chõng tre này. Chõng tre có gì không tốt? Không, không, tốt chứ ạ. À, ông Phú xưa nay chẳng coi ai ra gì, nay lại đến đây nói những lời lẽ thế này, chắc lại muốn nhờ ô nhờ lọng đây. Ông Phú sang, chẳng hay có việc gì? Dạ, chả giấu gì quan. Tôi có tính ham học, biết quan là người đàn sách, tôi sang mượn sách về xem. Trưởng giả lại học làm sang. Nói thật với ông Phú, sách gì tôi cũng có, nhưng đang phơi cả rồi. Phơi? Đâu ạ? À? Đây, sách vở đều nằm lòng trong bụng này.
Nãy giờ tôi đang nằm phơi sách cho chữ nghĩa khỏi mốc. Quang đúng là người sâu sắc. Vậy thôi, tôi không phiền Quang nữa. Ngày mai, nếu Quang có thời gian, mời ngài Hạ Cố tới nhà tôi chơi để tôi có dịp học hỏi. Được. Lát nữa Quang đến, mình cũng bảo mình đang phơi sách. Quang sâu sắc bao nhiêu, mình cũng sâu sắc bấy nhiêu. Chào ông Phú, ông làm gì mà nằm phơi bụng giữa trời nắng vậy? Ồ, Đại Quang đến rồi đấy ạ. Tôi mãi phơi sách nên không ra đón ngài được. Sách đâu? Đây ạ. Bao nhiêu sách vở đều nằm trong bụng tôi hết. Thật sao? Bụng ông thế này, làm gì có sách, có chữ mà phơi. Sách Thánh Hiền dạy rằng, phàm những cái bụng phệ, mỡ dày, kêu anh ách thế này, thì bên trong toàn chứa rượu, thịt và chung quy lại, toàn đồ bỏ đi thôi. Sách Thánh Hiền dạy thế thật hả ngài? Tôi xưa nay có nói sai bao giờ? Thôi chết, thế thì phải đậy ngay lại, kẻo đi đâu thiên hạ cũng bịt mũi thì chết. Đúng là bọn trưởng giả, lúc nào cũng học làm sang. Ba chỉ ngon đi em ơi, mua cho chị ít tép nhé. Rau vườn này, mua đi, mua đi. Cá bóng ngon lắm này, mua giúp chị mớ rau nhé. Thôi chết, mua hành khác. Về mau thôi, chạy mau, chạy mau. Chết, đang đâu lại mưa thế này. Chị Hoa ơi, chị Hoa. Chị Hoa, cho bọn em trú nhờ lúc nha, mưa đổ nhanh quá. Ấy, Lý, Lành, mau vào đây, vào nhà đã. Ấy thôi, chúng em đứng ngoài này thôi, giày dép quần áo ướt, bẩn hết nhà chị. Kệ chứ, vào nhà đã, vào nhà nói chuyện. Thôi mà chị, khách sáo làm gì, bọn em đứng ngoài này được rồi, mưa này chắc cũng chỉ một tí là ngớt thôi. Hai đứa dạo này thế nào? Sao lâu lâu không thấy vào chị chơi? Dạo này bọn em buôn bán cũng tạm tạm, lại đi thêm chợ huyện nữa, nên cũng bận chị ạ. Ừ, vất vả lắm phải không? Thế mấy đứa trẻ con ở nhà ngoan cả chứ? Thằng Huy nhà em, năm vừa rồi được học sinh xuất sắc đấy chị ạ. Còn con ba cũng vừa đạt học sinh giỏi cấp tỉnh đấy bác nhé. Thế à, tốt quá. Chúng biết thương ba mẹ, lại học giỏi ngoan ngoãn, cũng đỡ lo. Dạ, giờ cũng đỡ khó khăn hơn trước rồi, chúng cũng bớt thiệt thòi hơn. Khổ thân. Nhớ cái ngày xưa, mấy chị em mình, nhiều kỷ niệm thật. Ngày ấy vui chị nhỉ, chục năm rồi còn gì. Đúng rồi, em nhớ có hôm cũng mưa đầu mùa như hôm nay, mấy chị em đi chợ về, trời mưa, ngã cả xuống đường bùn, nhem nhuốc, vừa bực vừa buồn cười. Phải đấy, còn có lần đi chợ sớm qua nghĩa địa nữa chứ, nhớ không? Nhớ, nhớ chứ, làm sao quên được ạ? Mẹ lúc nào cũng thế, hễ cứ gặp cô Lý, cô Lành là dứt cũng không ra được. Ăn đi con, ăn nhiều mà lấy sức học, hôm nay toàn món ngon đấy. Cá bóng kho của cô Lành này, còn rau muống là của nhà cô Lý. Mẹ, mấy thứ này con chẳng thích. Mà sao khi gặp các cô, mẹ lại trò chuyện vui vẻ thế ạ? Mẹ làm con chẳng tập trung học được gì cả. Trung, con không được nói thế. Những thứ này đã một thời nuôi con khôn lớn đấy. Hẳn là hồi ấy còn quá nhỏ, con không nhớ được gì. Trước đây, nhà mình còn khó khăn lắm. Ba thì bộ đội, suốt ngày đi xa. Con thì còn nhỏ, lại hay ốm vặt. Nếu không có hai cô ấy, mẹ chẳng biết phải làm sao. Sao càng ngày càng nóng hơn thế này? Thằng bé sốt cao quá. Chị ơi, phải đưa cháu nó đi viện thôi. Chị cũng muốn lắm, nhưng... Chị cầm đi, đừng ngại. Chị... Có ít cá bóng ngon cô để phần cho bé Trung này. Rau ngót em vừa hái, chị nấu cho cháu ăn cho mát. Ngại quá, các cô tốt với mẹ con cháu quá.
điện lâu thế không biết. Để cô quạt cho em mát nhé. Cấm con muỗi nào được đốt vào người em nhỉ. Mẹ, tình cảm mới là cái đáng quý con ạ. Hãy trân trọng và đừng bao giờ quên bất kỳ việc nhỏ nào người khác đã giúp mình trong lúc khó khăn. Mẹ, con hiểu rồi, con xin lỗi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.